Trending video. Hot face ngoại tình bay qua Mỹ bí mật hẹn hò với bạn trai cũ. Ê, đây, anh no thiệt chị đâu đó gì Hồng, mời dùng thông thả. Sao rồi, mọi người dùng ngon miệng chứ, có cần gọi thêm gì không? À, không cần đâu, no lắm rồi, tính tiền. Tính tiền hả? Tự ngắm, bạn số 5 tính tiền. Chờ một chút, chờ một chút. Gì vậy? Sao? Đau bụng quá. Đau bụng hả? Đau bụng. Có phải thức ăn có vấn đề không? Hay là đồ ăn không sạch sẽ? Không thể nào, chỗ chúng tôi rất là sạch sẽ. Đâu? Chuột đâu? Chuột đâu chứ? Không thể có chuột được. Chuột có thể. Không thể có chuột được. Thôi đi đi. Trời đau quá. Đừng không. Đừng không. Em sao vậy? Con sao vậy? Chảy máu rồi. Sao vậy con? Làm sao đây? Tự Ngọc, Tự Ngọc, em sao vậy? Anh Triệu Vĩ. Tự Ngọc à, em không sao chứ? Bụng có còn đau không? Em không sao rồi. Không sao cái gì? Bác sĩ nói em phải tĩnh dưỡng cho nhiều, không được cử động lung tung, nếu không không giữ được em bé đâu. Nè, con đừng có nói bậy bạ. À Vĩ à, sao bây giờ con mới tới? Chị cứ nghĩ em là người đầu tiên chạy tới, kết quả còn trễ hơn mẹ và chị. Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, rốt cuộc em có lo lắng cho vợ không vậy? Anh xin lỗi nha, anh đã nhanh chóng chạy về rồi, nhưng trên đường thật sự quá kẹt xe. Mọi người đừng trách anh Trừ Vĩ nữa. Chị xem anh ấy mồ hôi đầy trán, chắc chắn là vội vã trở về. Cũng may là em không sao. Em còn chưa cho anh biết là tại sao đột nhiên bị thương vậy. Vô sông lâu có chuột đó. Chuột sao? Lúc nãy rất lộn xộn vì em né tránh khách, không cẩn thận bị đụng trúng bụng. Vô sông lâu trước giờ đều rất sạch sẽ, tại sao đột nhiên lại có chuột chứ? Bác Hai Gái, chị Dung. Tự Ngọc đỡ hơn chút nào chứ? Mẫn Minh, sao con cũng tới đây? Con đưa anh ấy tới xe đổ lầu 3. Cảm ơn. Hai đứa lúc nãy đi chung với nhau hả? Đúng đó, anh ấy đi tìm mẹ với em. Vừa nghe tin của Tự Ngọc thì lập tức chạy về. Trên đường bị kẹt xe, anh ấy chạy bộ tới đây. Vậy hai người tìm thấy thím ba chưa? Em đừng nhắc nữa, tụi anh đi đúng 10 vị điều dưỡng cũng không tìm thấy bác ấy. Hai đứa mỗi ngày cùng nhau đi tìm mẹ nhỏ. Phải đó, hai đứa mỗi ngày cùng đi với nhau đi tìm Quế Anh à. Hai đứa tới rồi hả? Mẹ, mẹ đã làm xong thủ tục nhập viện rồi. Con sao rồi, có đỡ chút nào không? Không sao rồi mẹ. Mẹ, con đang muốn hỏi mẹ, vô sông lâu tại sao lại xuất hiện chuột được chứ? Mẹ cũng cảm thấy kỳ lạ. Mẹ đã kêu Băng Băng gọi điện thoại cho công ty diệt chuột rồi. Lần trước là gián, bây giờ lại tới chuột. Bây giờ mẹ lo nhất chính là những thực khách bị ói và tiêu chảy đó. Mẹ phải nhanh chóng quay về vô sông lâu. Con ở lại đây với Tự Ngọc. Đưa chìa khóa xe cho mẹ. Ê mẹ à, hôm nay mẹ mệt lắm rồi, đừng lái xe nha. Mẫn Minh. Dì Hồng, để con đưa dì về. Được, em đi trước nha. Cô đi đi. Mẹ, con xin lỗi. Trong lúc này con chỉ có thể nằm đây, không giúp được con gì. Con đừng nói như vậy. Quan trọng nhất là con và em bé nữa. Con cố gắng nghỉ ngơi. Ngày mai mẹ hầm một ít canh bổ cho con bồi bổ sức khỏe. Đi nha. Đi nha. Dạ, tạm biệt. Băng Băng. Hả? Tất cả khách của bàn số 5 phải vào phòng cấp cứu. Vô sông lâu, chuột bọ hoành hành, thực khách bị ngộ độc thực phẩm. Đến nay đã có 8 người phải nhập viện. Vô sông lâu bị treo bằng hành nghề trong vòng 1 tháng. Một tháng sau cũng không biết những thực khách có chịu tới ăn cơm nữa không. Trời, cái này càng quá đáng. Nè, có người vào trang chủ của vô sông lâu nói cái gì nè anh xem. Vô sông yến có thể thêm vào món thịt chuột nướng được rồi. Đủ rồi, đừng đọc nữa. Một câu nói tốt ấm 3 đông, lời ác tổn thương 6 tháng lạnh. Không hiểu những người đó nói ra lời ác thì có lợi lộc gì cho họ chứ. Tình hình sao rồi? Phải đền bao nhiêu tiền vậy? Tiền thuốc men chúng ta phải chịu hết. Vậy thì không phải ít tiền đâu. Không có người chết đã là trong họa có phúc rồi. Đúng vậy. Lưu khách muốn ăn vô sông yến vốn dĩ cứ tưởng có cơ hội gian danh thế giới. Bây giờ chúng ta gian danh thế giới rồi, còn có thể bị tiếng xấu vạn năm nữa. Thế nào rồi, các cậu kiểm tra thế nào? Bắt được bao nhiêu con chuột, bắt được ở đâu vậy? Chúng tôi kiểm tra mọi ngóc ngách rồi, không phát hiện có chuột hay hang chuột nào hết. Không có hang chuột sao? Vậy là sao? Chuột từ bên ngoài chạy vào sao?
Sao có thể chứ, chúng tôi mỗi ngày trước khi đóng cửa phải dọn dẹp sạch sẽ hết từng ngóc ngách, không để lại một chút thức ăn thừa nào hết. Làm sao có thể có chuột được? Chuyện này phải tiến thêm một bước điều tra chúng tôi mới biết được. Hai hôm sau chúng tôi sẽ quay lại. Được, cảm ơn hai cậu. Chúng tôi sẽ liên lạc sau. Dứt dở rồi. Chị Hồng, không có hang chuột thì làm sao có chuột? Trừ khi có người thả chuột vào. Có ai mà ăn no không có việc làm đem theo chuột ra ngoài chứ? Có một người đó, người đó không muốn vô sông lâu chúng ta thành công nhất. Là ai? Còn là ai được nữa. Trước đây dùng chiêu ngộ độc thực phẩm đối với em, bây giờ lại thêm vụ chuột. Cả căn tiệm bị niêm phong trong một tháng. Thật đúng lúc, không có cách nào cho Lucas ăn được. Chú ba làm như vậy thì có lợi lộc gì cho chú ấy? Chúng ta không thể thành công, nhất định anh ta sẽ vui mừng. Đúng là đồ biến thái. Ông đúng là liệu sự như thần. Bọn họ thật sự không thể làm vô sông Yến được. Có điều ba người đó là đồng môn với ông, nghề bếp vẫn còn. Cho dù là đi đâu cũng đều có thể làm, đúng không? Hay là chúng ta kéo họ về qua thế giới của chúng ta? Không thể nào. Ba người họ là một tam giác sắt không thể nào phá vỡ được. Có điều muốn đối phó với tam giác sắt, không cần thiết phải lôi kéo. Đây chẳng phải là vợ của Nhược Phong sao? Chỉ cần tạo ra một lượng giác thì sẽ hóa giải được tam giác sắt. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Hey, Tony, nè, vào trong rồi. Hôm nay hẹn cậu tới là để muốn nói với cậu về kế hoạch tiếp theo của Hoa Thế Giới. Trong tay của tôi đang có một kế hoạch tin là rất có lợi đối với chuyện lên sàn của chúng ta. Hot Fay ngoại tình bay qua Mỹ bí mật hẹn hò với bạn trai cũ. Hello chị Hồng, yên tâm đi, có con đây sẽ không có chuyện gì đâu. Phải chăm sóc tốt cho sức khỏe mới là quan trọng nhất. Con biết rồi chị Hồng, con không những chăm sóc tốt cho bản thân mà còn chăm sóc tốt cho anh ấy nữa. Anh ấy... Tử Ngọc, hôm nay hình như em không có gì để nói hết hả? Chị dừng ở đây được không? Hả? Ở đây hả? Ok, được. Ấy, em sưởi nắng là được rồi, đừng có cử động. Nếu em không đi lại nhiều, người ta sẽ xem em là người gỗ, không có chút cảm giác gì hết. Em đừng như vậy mà. Lần trước chị nói anh Triều Vĩ và Mẫn Minh không phải là hẹn nhau, chỉ là duyên số chưa dứt. Em nghĩ chị đã nói đúng. Chị nói bậy đó. Em nghĩ họ thật sự đã hẹn nhau. Mấy tin đồn nhảm trên mạng em cũng tin nữa hả? Chẳng phải em nói A Vĩ và Mẫn Minh không phải loại người đó sao? Chồng em thương em như vậy, đừng có tin những lời nhảm nhí. Là mẹ gọi. Alo mẹ. Dạ được rồi, bây giờ con tới ngay. Mẹ nói mẹ mua rất nhiều đồ, kêu chị tới đó xách giúp mẹ. Em đứng đây nha, ngoan ngoãn đừng chạy lung tung, chị quay lại liền. Em gái, Tự Ngục. Nè, không được chạy. Tự Ngọc, con không sao chứ? Sao rồi? Chảy máu rồi. Mau đỡ nó dậy đi. Cẩn thận chút.